Vâng, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay bên đặc sản Mạc Sơn Lâm lại xin giới thiệu với mọi người một loại thảo dược mà chỉ có khu vực rừng núi Tây Bắc mới có. Với mọi người, đây là quả bòi vịt mọi người nhé. Vâng, nhìn quả lại thì nhìn chung là mọi người chắc nhìn thấy giống một cái gì nhỉ? Nghĩ nó giống một kiểu như là dạng một cái dạng xúc xích. Hay gọi là nó một món ăn nó rất chi là giống ở trên Tây Bắc. Nó là món kia, mình thấy món kia kìa. Đấy, món này gọi là món lòng gọi món lạp xưởng của Tây Bắc đi, đúng không? Đấy, thế chi là giống đúng không? Thì đây là một quả bòi vịt, thì nó cũng là một loại thảo dược mà được bà con dùng rất nhiều rồi. Thì mình xin giới thiệu qua với mọi người một chút về cái loại thảo dược này. Thì cái quả bò vịt thì thường sẽ sống ở khu vực miền núi Tây Bắc, đó là khu Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái và một số tỉnh lân cận. Thì với cái bộ phận của nó thì dùng thì có thể đó là làm thuốc, thì là dùng quả, ngoài ra còn có thể dùng cả thân. Về cái công dụng của quả bòi vịt thì được bà con đã từng dùng và đã cho gọi là sau trong quá trình họ cũng đã có một cái số những cái công dụng như sau, đó là thứ nhất là tăng cường sinh lý nam giới này, kéo dài thời gian yêu và phòng và điều trị một số bệnh như là huyết áp, tăng cường lưu thông máu và tăng cường tiêu hóa và bồi bổ cho cơ thể. Về cái cách ngâm rượu của quả bòi vịt thì mình có thể nói luôn đó là cứ với quả bòi vịt này thì lại là một cân quả tươi là ngâm khoảng 3 lít rượu, khoảng tầm 40 độ, 38-40 nhé mọi người. Đấy, và khi dùng thì có thể là dùng một ngày dùng có thể tầm từ 30 ml đến 50 ml. Thì quả bòi vịt thì mọi người thì thường sẽ ngâm tươi, mọi người lên ngâm luôn, bởi vì cái quả này thực sự là nó rất chi là nhanh hỏng. Mình mới lấy từ sáng qua, từ sáng nay thì mình chuyển về luôn, nhưng mà bạn thấy đấy, nó đã có trong quá trình va đập. Nếu đâm ra là anh em ở xa mà muốn chơi quả bòi vịt này thì khả năng là mình sẽ phải cho mình tẩm rượu, mình rửa rượu xong rồi là mình cũng chân không như nào đó để gửi vào trong trong Nam rồi. Thì cũng rất chi là vui là khi được giới thiệu với mọi người một loại thảo dược lỡ của núi rừng Tây Bắc. Thì anh em bạn bè có nhu cầu về những loại thảo dược quý hiếm, đồ ngâm rượu hoặc là những sản phẩm như nấm đông trùng hạ thảo, nấm lim xanh thì có thể liên hệ bên cửa hàng bên mình. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip sau.